Xin chào các bạn, hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một cái loại nhạc cụ của Việt Nam, nhạc cụ lâu đời, đó là cái cây đàn đá này. Đàn đá này thì nó là cái dạng mini thôi, nhỏ, thì để cho các bạn là có thể sử dụng để chơi, cho các bé chơi này, hoặc là mình giải trí những cái đoạn nhạc nhỏ, hoặc là các bạn cũng có thể sử dụng để làm thành một món quà tặng rất là ý nghĩa. Và cái cây đàn đá này thì vỏ hộp của nó đây. Đấy, các bạn nhìn thấy đây là cái vỏ hộp của nó. Thì nó sẽ được sắp xếp theo cái hàng âm này là đồ này, rê mi, đồ rê mi fa son la si đồ rê mi fa son. Tức là hàng âm của đô trưởng đúng không ạ? Đấy thì chúng ta có thể chơi ở trên này, và trong sản phẩm thì đã có đế và các phím, rồi là một đôi dùi. Đó. Thì chúng ta có thể tìm mua tại cửa hàng của chúng tôi, Piano Fan, hoặc trong video ở bên dưới thì tôi sẽ để đường link để các bạn có thể vào tìm mua. Nó cái này thì nó có một cái đặc điểm là chúng ta là không 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 xê dịch được cái thang dáng được. Đấy, nó chỉ có cố định giống như cái đàn trong cái đàn tơ rưng mà tôi đã giới thiệu ở một số video rồi. Thì là nó khác so với cái kalimba này một chút. Kalimba này của chúng ta thì nó có thể chỉnh, các cái này nó có thể chỉnh được thang dáng được này. Đấy, chúng ta có, khi mà mua kalimba thì nó có một cái búa để chúng ta chỉnh âm giống như lên dây của guitar ấy. Thì cái này cũng khá là hay. Nó cũng đây, tôi sẽ giới thiệu qua cả cái này luôn này. Cái này cũng được bán tại shop của chúng tôi, shop Piano Fun nhé. Rồi, còn cái đàn đá này bây giờ tôi sẽ chơi thử một vài bài để các bạn cảm nhận cái âm thanh của nó nhé. Đây, đồ này, rê mi fa son la si đô. Đấy, thì các bạn có thể đánh gõ bằng cách đúp âm như này, giống như kiểu chúng ta gõ trống á, đó. Cái này thì nó vang hơn cái đàn tơ rưng đúng không ạ? Đàn tơ rưng thì nghe màu sắc của nó thì là màu sắc của tre nứa nó khác, và đàn đá thì nghe màu sắc nó cũng có vẻ hoang dã đúng không ạ? Đó, chẳng hạn như vậy là một bài rất là nhỏ, rất là hay đúng không? Đây là cái ngũ cung của Tây Nguyên đúng không ạ? Chúng ta có thể chơi ở Do Mi Fa Son Si Do Si Do Si Son Fa Mi Do 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 Mi Fa Son Si Do Do Si Do Si Son Son Fa Mi Do Do Mi Fa 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 Son Fa Son Mi Fa Son Fa Fa Son Fa Mi Mi Son Son Si Son Si Do 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 Mi Mi Son Si Do Do. Đoạn thế. Đấy là cái bài của Tây Nguyên nhỉ.
Ok, tôi xin kết thúc video tại đây thì để gợi ý cho các bạn một cái món quà tặng rất là hay hoặc là một cái trò chơi nho nhỏ để các bạn có thể chơi vui vẻ những lúc mà mình cần thư giãn thì mình chơi ở nhà rất là vui. Ok, chào tạm biệt các bạn.